trang quần áo rất là nhiều luôn. Em hỏi thăm sao nãy giờ em đi từ đầu chợ tới giữa chợ luôn mà sao không thấy khách nào cho như chị? Mà này 9 giờ mới mở cửa. Dạ. Xin mở cửa. Mà hôm nay là chủ nhật mà giờ này thường thì giờ nào là khách đông hả chị? Mình sao vắng quá vậy chị? Ê lắm hả chị? Còn như là không có người bán luôn ha, bỏ trống bỏ không gì luôn ha. Còn cái này là người ta sang lại hay là người ta bỏ luôn chị? Người ta bán ba bữa ta ra bán, có nhiều người ba bữa ra bán. À tức là nào rảnh thì ra bán. Đúng rồi. Dạ. Đóng cửa sạp nhiều dữ vậy chị? Không có người đi luôn hả chị? Dạ. Từ sáng đến trưa không có khách luôn. Nếu vậy thì một ngày vậy thì cái thu nhập mình là hàng quá gì rồi bán. Bỏ. Không bán được ngày mai. Nếu vậy thì rồi vậy rồi sao sống? Kiếm nghề khác nữa không? Cô làm đây được bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm. Hai mươi mấy năm rồi mà bây giờ phải kiếm nghề khác. Quá cao. Khó nhưng mà ít. Ít lắm hả? Tại vì em đi từ đầu chợ cuối chợ em không thấy khách luôn á. Thấy bạn hàng thôi. Đó, hôm nay thứ bảy. Dạ. Tại vì nếu vậy thì mình bán vậy thì cái thu nhập mình có đủ lo gia đình không chị? Bữa đủ bữa không. Rồi như vậy thì cái sạp mình trị giá bây giờ hàng quá rồi luôn là nó mấy tỷ bạc như vậy rồi sao cô? Chị làm ở đây lâu chưa? Chị bán ở đây lâu chưa? Kiếm cơm qua ngày thôi chứ giờ biết sao giờ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mến chào quý khách, hiện tại thì Ri đang có mặt cây chợ Phạm Văn Hai đây. Một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng tại quận Tân Bình này. Quận Tân Bình là một trong những quận lớn bao gồm có cả sân bay Tân Sơn Nhất đây. Thì cả nhà mình thấy khu vực xung quanh chợ đây thì buổi sáng thì thấy có rất là nhiều xe nha. Khu vực này thì quá hoành tráng rồi, nổi tiếng từ xưa đến giờ về tất cả các mặt hàng luôn. Về ngày xưa thì ở đây cũng bỏ sỉ thời trang quần áo rất là nhiều luôn. Bây giờ đồng hồ của Ghi cũng là 9:30 ngày 20 tháng 8 năm 2023 rồi. Thì không biết là khu vực này như thế nào để Ghi sẽ đi vào trong chợ nha, để cho gia đình chúng ta xem ở khu vực này như thế nào. Quá trời luôn, hàng quá ở đây thì rất là nhiều đây. Ở đây tất cả các mặt hàng gia đình mình thấy rất là nhiều luôn đây. Quá trời luôn. Ở đây thì rất là đông mặt hàng luôn. Ở khu vực này thì đi thấy là bán nữ trang quá trời luôn cả nhà mình. Đây nè, khu vực này thì chuyên về kinh doanh về vàng đây. Nữ trang rất là nhiều luôn. Đây. Rất là nhiều luôn. Khu vực này quá trời luôn nè. Để đi sẽ đi vào trong ha. Vào trong đây thì chuyên về kinh doanh các mặt hàng vải nè cả nhà mình. Đây vải rất là nhiều luôn. Các loại may áo vải dài nè, gấm Thái Tuấn cũng rất là nhiều ở đây luôn. Thì ở đây thì rất là nhiều mặt hàng mà của các chị nữ nè. Đây quá trời luôn rồi, nhìn cái chợ cực kỳ siêu rộng luôn cả nhà. Rất là rộng luôn. Đây nè, nhìn hai bên gia đình mình thấy quá trời luôn. Để đi sẽ đi một vòng xuống nữa nha. Nhìn cái chợ quá trời rộng rồi. Đây rồi, quá trời hàng luôn, chuyên về áo dài tất cả luôn. Thì khu vực này đây, quá trời. Hiện tại thì nền kinh tế của chúng ta đến tháng 8 rồi, cuối tháng 8 năm 2023 rồi, nhưng mà cũng khá là vắng luôn, rất là ít giao dịch về kinh tế thì trì trệ đấy. Cả nhà mình thấy là khu vực này thì thấy đóng cửa cũng khá là nhiều rồi đấy. Khá nhiều mặt hàng cái sạp đang đóng cửa. Thì ở đây đóng cửa rất là nhiều luôn cả nhà mình. Sao mà thấy vắng quá trời vắng. Để sẽ đi lên một xíu nữa. Thấy chị đang dọn hàng đây. Chị cho em hỏi thăm sao nãy giờ em đi từ đầu chợ tới giữa chợ luôn mà sao không thấy khách nào cho như chị? Mà này 9 giờ mới mở cửa. Dạ. Xin mở cửa. Mà hôm nay là chủ nhật mà giờ này thường thì giờ nào là khách đông hả chị? Chiều dạ. Nãy giờ em đi vòng vòng nhưng mà em chưa có nhìn thấy được khách vào trong đây. Dạ.
Đây thì cả nhà mình thấy đây, rất là nhiều luôn. Phải nói là đây thì bán rất là nhiều đây. Mặt hàng thì phải nói là giá rất là mềm luôn. Riêng nói là chợ Phạm Văn Hai này thì bán đồ giá mềm lắm cả nhà mình. Để thì sẽ đi qua bên đây. Đây thì gia đình mình thấy đây, khu vực này thì rất là ít sạp mở cửa luôn ha. Quá trời đây. Tình hình thì phải nói là bây giờ thì rất là nhiều sạp như thế này đây, tại khu vực chợ Phạm Văn Hai thì vắng vẻ rất là nhiều cả nhà mình. Không biết là đi xuống đây thì cũng gần cuối chợ rồi, để ghi sẽ vào trong chỗ đây thì người ta bán căng tin đó cả nhà mình. Ở đây thì thấy có nhiều nè, hàng quán căng tin này cũng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì thấy cũng khá là vắng luôn, ít khách vào ăn nha. Đây. Phải nói là nguyên cái căng tin rất là nhiều như vậy mà ghi lại thấy ít đây. Đúng là tháng 7 thì gia đình mình thấy là có bán đồ chay nữa cả nhà mình. Đây cái tiệm cơm chay của cô đây. Nhiều loại luôn nha. Cà phê chay, hủ tiếu chay đủ hết luôn. Nhưng mà ủa chị sao thấy căng tin mình sao vắng quá vậy chị? Ế lắm. Ế lắm hả chị? Coi như là không có người bán luôn ha, bỏ trống bỏ không gì luôn ha. Còn cái này là người ta sang lại hay là người ta bỏ luôn chị? Người ta bán tức là nào rảnh thì ra bán. Đúng rồi. Dạ. Một cái nhà lồng chợ như vậy đây. Một cái sạp như vậy là tiền tỷ không cả nhà. Nhưng mà bây giờ bỏ hoang bỏ trống như vậy thì lâu lâu quá nhớ sạp quá thì ra bán một vài bữa cho gọi là cho vui vậy thôi. Chứ hiện tại thì nhìn xung quanh luôn rất là vắng đây. Cực kỳ vắng luôn cả nhà mình. Ở đây thì có cô bán thịt tươi ngon quá nè. Đây. Cái này là cái gì mà thấy cột chỉ lên cô? Giò bò, giò lóc, bó. Giò bó lại, giò lóc, dạ. Thì hiện tại cả nhà mình thấy đây, xung quanh đây thì tình hình thì nguyên một cái chợ lớn như vậy nhưng mà rất là ít luôn, ít người đi vào. Phải nói là vắng quá vắng cả nhà ơi. Ở đây nữa thì cả nhà mình thấy là cực kỳ ít luôn ha. Bên đây thấy có cô bán cả heo quay luôn nè, rất nhiều loại đây. Đây mình quay cho làm tư liệu hay là quay cho dạ dạ con quay giải trí hả? Dạ đây cả nhà mình thấy là rất là nhiều sạp ở trong đây luôn, nhưng mà hiện tại thì vắng quá trời luôn, cả nguyên cái chợ luôn thì thấy quá trời luôn cả nhà mình, rất là vắng luôn. Thì không biết là như thế nào, thì bao nhiêu cái sạp như thế này thì mới thấy là bỏ hết không hết rồi. Hy vọng nha, sắp tới thì tình hình sẽ khá hơn một xíu, để đi sẽ đi qua bên đây, đi qua bên đây xem khu vực này có đỡ hơn không. Thì ở đây thì cả nhà mình thấy đây, đóng cửa quá trời luôn. Ở đây đây quá trời luôn. Quá trời đóng cửa nhiều. Chị sao con hỏi đây người ta đóng cửa sạp nhiều dữ vậy? Thì chợ này giờ không có người đi. Không có người đi luôn hả chị? Không có người đi, bác từ sáng tới trưa rồi đến mai à. Từ sáng tới trưa không có khách luôn. Nếu vậy thì một ngày vậy thì cái thu nhập mình là hàng quá gì rồi về bán. Bán không có thì có thể quăng. Thôi quăng còn mấy là mặt hàng. Bỏ. Bán được ngày mai đâu. Không bán được ngày mai. Như vậy thì rồi vậy rồi sao sống? Kiếm nghề khác nữa không? Cô làm đây được bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm. Hai mươi mấy năm rồi mà bây giờ phải kiếm nghề khác. Quá căng rồi, nếu mà bán vắng vậy thì thuế rồi thì có giảm. À vẫn vậy luôn. Dạ. Rồi quá trời luôn mà bây giờ không có người đi luôn. Nguyên nhiều khi cả ngày mà không có ai mở hàng luôn. Quá căng. Ít luôn. Nay chủ nhật đó là chủ nhật là đúng rồi, con canh ngày chủ nhật là cho đông đó. Người ta đi ở ngoài mua hết trơn, không có vô chợ. Không có vô chợ. Gửi xe, người ta không có vô. Dạ. Chợ rồi vắng. Quá vắng luôn, con đi từ trên dưới mà con không thấy khách luôn. Không thấy khách trơn, nó ngồi không mà. Tiểu thương ngồi bấm điện thoại không mà đâu có ai bán. Chết rồi, kiểu này thì cuộc sống của gia đình không biết sao nữa. Đổ nợ, tích đổ nợ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Ở đây cả nhà mình thấy đây. Một cái chợ đây, hàng ngàn sạp như thế này đây.
nhưng mà bây giờ gần như là bỏ trống hết. Lý do vì sao mà cái chợ truyền thống lại ra nông nổi như thế này đây? Đây bà con lại là sạp, và sạp ngày xưa là mỗi một cụm một sạp, bây giờ bỏ thênh thang luôn, không biết bị làm gì cho hết luôn. Quá vắng, phải nói là cái tình hình kinh doanh ở đây thì rất là căng luôn cả nhà mình. Hàng quá thì ở đây rất là nhiều. Thấy đây thì tiểu thương vẫn bám chợ đây, hàng rất là tươi luôn cả nhà mình. Nhưng mà hiện tại thì cái lượng khách vào đây thì quá ít luôn. Không có luôn hả chị? Có nhưng mà ít. Ít lắm hả? Tại vì em đi từ đầu chợ cuối chợ em không thấy khách luôn á. Thấy bạn hàng thôi. Dạ. Tại vì nếu vậy thì mình bán vậy thì cái thu nhập mình có đủ lo gia đình không chị? Bữa đủ bữa không. Rồi như vậy thì cái sạp mình trị giá bây giờ hàng quá rồi luôn, là nó mấy tỷ bạc như vậy rồi. Sao chị làm ở đây lâu chưa? Chị bán ở đây lâu chưa? Thì kiếm cơm qua ngày thôi chứ làm biết sao giờ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Ở đây thì cả nhà mình thấy đây, sạp đồ khô của chị đây, của chị Hoàng Liễu đây. Rất là nhiều mặt hàng gia đình chúng ta thấy khô mực đâu nè, tươi rất là ngon luôn. Hàng thì trưng bày gọi là rất là tỉ mỉ từ chú Cúc luôn, chi tiết luôn. Mình nhìn cái cách trưng bày hàng thôi thì mình biết người chủ người ta tâm huyết với mặt hàng như thế nào rồi. Mặc dù chợ rất là vắng nhưng mà tiểu thương cũng quyết bám chợ, giữ chợ. Mặc dù tình hình kinh doanh là từ sau đợt dịch Covid đến giờ thì rất là khó khăn. Thì cả nhà mình thấy đây, đồ rất là tươi nè, rất là đẹp luôn. Nhưng mà không hiểu sao là khách người ta lại không thích vào chợ nữa. Thì tình hình ở đây thì thấy là tiểu thương đây bán khá là vắng luôn. Te tua luôn hả chú? Là nó vắng từ cái dạo nào hả chú? Từ dịch vô là vắng luôn. Dịch vô là vắng tới giờ luôn. Từ dịch vô là vắng luôn. Rồi bây giờ là theo chú là lý do sao lại vắng, chú có biết không ạ? Nói chung là kinh tế đi xuống. Kinh tế đi xuống. Dạ. Tại vì bây giờ con vô siêu thị cũng vắng, con thấy chỗ nào cũng vắng hết. Không phải, ở ngoài cũng vắng lắm. Rất là nhiều chỗ luôn, siêu thị nè. Trong nhà lòng chợ, ngoài nhà lòng chợ thì đa số các sạp luôn, chỗ nào nó cũng vắng hết. Tình hình là chung của kinh tế Việt Nam cũng như là ảnh hưởng kinh tế toàn cầu thì đây cũng là một cái bài toán rất là nan giải. Và nếu mà kinh tế mà suy thoái thì thường cái chu kỳ nó phải từ 3 đến 8 năm thì mới có phục hồi được. Cho nên là gia đình chúng ta thấy là sẽ rất là chậm để kinh tế chúng ta phục hồi. Nhưng mà tiểu thương thì bao nhiêu hàng hóa, bao nhiêu tiền để ở đây, mà chu kỳ thì ba gồng từ 3 năm đến 8 năm thì rõ ràng đây cũng là một điều rất là tội cho các tiểu thương ở đây. Giá cả ở đây thì cũng rất là mềm, hàng thì rất là tươi, nhưng mà lượng khách vào đây thì rất là vắng luôn, và không biết là phải như thế nào. Đây cả nhà mình thấy là hàng rất là tươi ngon luôn đây, nhưng mà lượng khách vào thì vắng quá vắng. Đây vào đây thì kể cả những cái kiosk tiệm sạp rồi đó, gia đình thấy là đóng cửa quá trời luôn, la liệt luôn. Thì ở đây thì rất nhiều đây nè, như là những cái sạp thức ăn nhanh hàng ngày đây, như bún tươi mì đồ gọi là ăn mỗi ngày luôn á. Nhưng mà không biết là ở đây thì cô bán như thế nào. Nhìn cũng khá là vắng ha, tại vì thấy cô cũng đang bận rồi cho nên mà mình không có tiện hỏi thăm. Ở đây thì nhìn vào những cái sạp như thế này thì gia đình mới thấy là biết bao nhiêu là tiền luôn. Mà bây giờ phải như thế này đây, quá căng, quá vắng. Đây thì thấy tất cả các sạp rồi bỏ trống rất là nhiều. Có những cái sạp đóng cửa, thì có những cái sạp như thế này người ta không đụng tới luôn. Gia đình thấy là một cái sạp như vậy là biết bao nhiêu tiền mà nói, nhưng mà bây giờ thì thua rồi. Kinh doanh trong chợ là không còn ai nữa. Đây gia đình chúng ta thấy là bánh tráng rồi nè, bún mì rồi là cái thực phẩm mà bánh canh rồi là dùng thường ngày đây. Cô cho con hỏi thăm là bây giờ tình hình bán mình là như thế nào hả cô? Ế trăm phần trăm luôn. Ủa cái này là con nghĩ là những cái mặt hàng khác như quần áo rồi có thể là người ta ít sử dụng, nhưng mà như bánh canh, bún mì rồi thì cái bánh tráng rồi là cái món ăn thường ngày bắt buộc phải bán liên tục chứ cô? Bán liên tục là bán cho mối thôi. Dạ. Dẫn lai đâu có ai đi đâu. Dạ, khách dẫn lai là như không có luôn. Dạ. Mặt cho đây là ế là từ khi nào hả? Ế là từ bắt đầu dịch vô tới giờ. Dịch vô tới giờ là ế luôn. Cô
giảm 50% luôn. Cô cho con hỏi là bây giờ nếu mà ế vậy là rồi bây giờ cái lượng khách người ta đi đâu hay không? Ít đúng không? Tức là do kinh tế khó khăn người ta ít mua sắm hay là người ta đi mua sắm ở một cái kênh khác? Người ta hạn chế ăn. Hạn chế ăn. À, hạn chế nói chung là tình hình kinh tế khó khăn à, cho nên người ta hạn chế rất là nhiều. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Và nhìn chung tổng quan lại tất cả các chợ luôn à, gia đình chúng ta nói là như thế nào thế kia, nhưng mà riêng bản thân của Ri đây là một người con trai thì khi đi chợ thì Ri cũng ít khi vào siêu thị lắm. Ri thích vào đi chợ được gặp cái chị lựa những cái mặt hàng à, có cái sự giao tiếp giao thoa ở đây thì rất là tuyệt vời à, cho nên là tình hình vắng là hỏi thăm rất là nhiều tiểu thương rồi, là do tình hình chung của nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới đang đi xuống, cho mọi người đang là thắt chặt chi tiêu, chứ không phải là do chợ truyền thống là không thu hút khách. Chợ truyền thống của chúng ta nhìn mặt hàng đây trưng bày rất là đẹp, rất là tuyệt vời và giá cũng rất là mềm luôn, cho nên là khẳng định với gia đình chúng ta một điều là chợ truyền thống bây giờ là các cô các chú đang rất là tâm huyết, mặc dù chợ vắng nhưng mà vẫn bám chợ tới cùng luôn. Mặt hàng thì nhìn quá trời ngon luôn như thế này đây à, do là tình hình kinh tế thì đang khó khăn cho nên là bây giờ thì mua bán đồ thì rất là chậm, chứ không phải là do chợ chúng ta không thu hút được khách à, rất là đẹp đây, một cái ngôi chợ mà chợ phải nói là trưng bày, mà phải nói là siêu thị mà không trưng bày đẹp bằng nữa à, rất là đẹp luôn. Cái cả nhà mình thấy đây nè à, không thể chê được à, đây là những cái nét đặc trưng của chợ truyền thống đây. Khi mình vào nhìn mặt hàng mình thấy là mình ghiền luôn à, chứ không thể nào đây, mặt hàng rất là tươi ngon luôn, cả nhà mình coi nè. À, chắc chắn một điều là sẽ ngon và tươi hơn cả siêu thị nữa. Siêu thị ta nhìn nhiều khi là mặt hàng nó không còn tươi bằng nữa à, phải nói là rất là đẹp luôn đây. Có hai người đẹp đều không đây. Dạ. Dạ chào chị. Chị cho em hỏi thăm là cái dạo này mình buôn bán sao hả chị? Hơi ế thôi nhưng mà vẫn vui bình thường. Vẫn vui bình thường đúng không? Dạ. À, hơi ế mà chị có thể là cho em hỏi thăm là lý do sao nó ế không, hay là khách ta như thế nào? Tại ta hết tiền rồi ta không đi chợ. À dạ à, rất là nhiều tiểu thương luôn vẫn là khẳng định một câu là do tình hình kinh tế khó khăn, chứ không phải là khách không thích chợ truyền thống à, rất nhiều khách người ta rất là thích đi chợ truyền thống, và nhiều người đã đi là mấy chục năm đi cả đời người rồi, cho nên là vui hơn là đi siêu thị. Dạ vui hơn siêu thị. Dạ dạ cảm ơn chị rất nhiều. Ở đây là chị bán tất cả các mặt hàng nhang đèn ha, và đồ cúng rồi đây thì ngay chỗ bên hông mỹ phẩm luôn à, bên đó là quần áo. Dạ dạ cảm ơn chị. Dạ, cho nên là vào đây thì cả nhà mình thấy rồi đó à, thì chợ ở đây thì rất là đẹp nha, hàng quá trưng bày thì khỏi phải chê luôn đây à, nhưng mà tình hình chung của tất cả các chợ bây giờ gia đình chúng ta thấy là buôn bán rất là khó khăn. Và người bán gọi là anh cho hỏi ở trên lầu mình có bán không hay là ban quản lý? Dạ, dạ cảm ơn. À, hiện tại thì bữa hổm cũng có một cái chú bình luận một cái câu như thế này đây. 100 người bán và 1 người mua. Thì hiện tại thì có lẽ là cái câu nói này cũng đúng ở một góc độ nào đó. Trong khi mà đi từ đầu chợ, cuối chợ và khi quay trở lên nữa thì rõ ràng là thấy tiểu thương rất là nhiều, nhưng mà lượng khách vào rất là ít luôn. Thì do kinh tế khó khăn, tiền thì ít, bây giờ làm xin việc làm không được rồi, cho nên là thắt chặt chi tiêu. Thì không những tiểu thương khó khăn đâu, mà nhìn vào tiểu thương mà buôn bán không được đó, thì gia đình chúng ta cũng nhận biết một điều rằng tình hình kinh tế bây giờ thì người dân cũng đang khó khăn. Hy vọng là đại dịch sẽ mau chóng qua và kinh tế sẽ sớm phục hồi lại để cho bà con chúng ta càng ngày càng được có cuộc sống tốt hơn. Clip của Ri thì cũng đi giáp cái chợ Phạm Văn Hai rồi. Xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã đồng hành cùng em. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn gia đình.